Các bạn có thấy khi mình khác cái dao mình có một cái hình nhỏ ở góc dưới này, và khi các bạn chỉ cái con chuột vào thì sẽ có xuất hiện cái nút tăng trưởng, người ta gọi là cái hình mờ của video. Làm thế nào để bạn có thể tạo được cái hình mờ này thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Trước hết các bạn hãy vào kênh của bạn này, kênh YouTube, và bạn chọn kênh của bạn, bạn vào YouTube video này. Sau đó bạn sẽ chọn vào cài đặt, bạn chọn kênh, bạn bấm vào xây dựng thương hiệu. Đấy, các bạn nhìn thấy không, đây mình đã cài đặt sẵn rồi. Và bạn muốn thay đổi thì bạn có thể, lúc mà bạn chưa cài đặt ấy, thì nó sẽ có một cái dòng để cho bạn chọn hình ảnh. Bạn bấm vào chọn hình ảnh và bạn tìm đến cái nơi bạn lưu hình ảnh. Nhưng các bạn chú ý là cái hình ảnh này là hình vuông nhé, và có kích thước nhỏ hơn 1 mê thôi ạ, thì sẽ phù hợp. Sau đó bạn bấm vào chọn là lưu thì nó sẽ xuất hiện ở góc dưới này, và có 3 lựa chọn cho bạn. Bạn có thể chọn cuối video, bạn là thời gian bắt đầu chỉnh chỉnh hoặc toàn bộ video. Thì như mình đang đặt toàn bộ video thì cái hình ảnh này nó sẽ xuất hiện từ đầu đến cuối. Nếu bạn chọn cuối nó xuất hiện ở 15 giây cuối. Còn nếu các bạn không thích cái hình này, bạn muốn thay thế thì bạn chỉ cần bấm vào thay thế và lựa chọn một cái hình ảnh khác. Rất là đơn giản phải không ạ, và làm cho cái kênh của chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Thì xin chúc các bạn sẽ thành công với video mình hướng dẫn ngày hôm nay nhé. Nếu thấy hay hãy chia sẻ giúp mình. Xin chào các bạn.